Đại Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với chương trình Sao Hay Chữ. Chương trình trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba trên kênh HTV7. Thưa quý vị, đến với Sao Hay Chữ thì những người chơi sẽ có cơ hội ôn lại những câu ca dao trong kho tàng ca dao phong phú của Việt Nam chúng ta. Và họ sẽ phải đưa ra những cái đáp án chính xác trùng khớp hoàn toàn với chương trình. Bởi vì ca dao thì nó có những dị bản, nó khác nhau con từ một à, hoặc là hai từ nào đó, hoặc là có khi là những từ đồng nghĩa nhưng mà chẳng qua là câu đó nó sử dụng từ này mà không sử dụng từ kia. Cho nên đây là một trong những cái điều vô cùng khó khăn dành cho những người chơi khi họ phải đưa ra câu trả lời nó trùng khớp hoàn toàn với đáp án thì mới được ghi nhận. Và đó cũng là cái điều đặc biệt và cái điều thú vị trong chương trình này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với bốn người chơi của ngày hôm nay. Xin mời. Dạ thưa quý vị, đây bốn người chơi ngày hôm nay. Trời ơi, tao nói làm như cũng lựa chọn sẵn hay sao đó. Tâm nó đi cùng với nhau luôn. Đầu tiên là ha, Phương Trinh Julie nè hả. Rồi trời ơi, đi cùng với Kali, hai cái màu nó xuất sắc đứng gần. Hôm nay là không hề hẹn nha anh. Tự nhiên đi vô, á, sao hai chị mình giống nhau quá vậy? Nó tông như xong đến đôi giày nó cũng ăn khớp với nhau nữa. Ờ, hôm nay mình thần giao cách cảm thần quá. Thần giao cách cảm quá cho nên là hai đứa mình sẽ không chung đội. Sao kỳ vậy em? Dạ. Xem phản ứng gì làm Kali nó hụt hẫng kìa. Ờ, em bị tụ đang nên em tụ. Biết tại sao không em? Em đến đây có một mình nè, em bỏ quên chồng em ở đâu mất tiêu rồi. Bình thường là hai vợ chồng Kali với Thanh Duy là sống đôi với nhau, nhưng bữa nay có một mình Kali đến đây thôi cho nên bị ức hiếp. Thôi, nói chung là đi đâu cũng có chồng hết, kỳ lắm, bữa nay mình đổi đi. Đây, giới thiệu cho em mới tiễn. Không thuận. Tiếp theo, Minh Dũng. Dạ, Minh Dũng xin chào cả nhà. À, ngon ha, trời ơi. Ngon không? Ngon. Trời ơi, ngon nhất cái bụng ngu, cái quá trời quá đất. Ly, hôm nay em nhắm coi hai nhân vật này song hành với mình được không? Dạ được, quá được đi. Được phải không? Chúng ta sẽ có một cái trò chơi dân gian nho nhỏ. Và cái người nào chiến thắng cuối cùng ở trong cái trò chơi này thì người đó được quyền chọn thành viên cho đội của mình. Trò chơi như sau. Đây là một trò chơi của người dân miền Tây Bắc. Đặc biệt là vào mùa xuân, nam thanh nữ tú sẽ hay chơi cái trò này. Là rồi ném con, hay mình giống như mình cảm giác giống như là quăng tú cầu vậy đó. Cái này giống như là cán rễ ha, cán chồng ha. Và chúng ta phải ném những cái trái con này qua cái vòng tròn trên đó. Ai mà vô được 3 trái trước người đó sẽ thắng nha. Mà từng cặp thi đấu với nhau. Anh Nghĩa ơi, cho em hỏi là mình ném như thế nào cũng được hay như sao? Như thế nào cũng được. Dạ. Miễn sao qua nắm thôi. Trời qua vậy miễn được cầm sợi dây nè. À. Miễn sao cầm sợi dây rồi mình tung ơi, mình quăng qua rồi trời. Mình cầm cái cầu phải mình cầm cái này mà mình ném. Trời ơi. Phải cầm sợi dây mới khó. Cầm sợi dây không dây vậy. Bắt buộc là cầm sợi dây hả anh? Đúng vậy. Ném còn phải vậy nè em. Đó. Đâu Nghĩa thưởng trái coi. Đó đó. Cầm cái cầu này dễ chứ cầm cái dây hơi khó. Em cứ nhắm thẳng vô cái camera cho anh. Nghĩa, bây giờ mình có ý kiến về mình đừng có chọi trái còn. Mình đừng có chọi trái còn mà chọi Dũng qua được không? Tại vì cái này giống như cái Dũng chỉ bay quá cái dòng làm được chuyện đó. Thạch xanh nó bông nổ Dũng. Mỗi người cầm rồi cứ ném vô được 3 điểm trước thắng vậy thôi. Bây giờ cho hai cái đẹp thi trước. Thì lượt đầu tiên, Kali. Hai. Một trái tới trên vô. Cái này ghê. 500 anh em lụm con. Hai. Lượt hai, Kali một điểm rồi nha. Hai. Trinh. Thôi. Gì vậy Trinh, nó dễ mà. Em biết đâu mới được. Hai điểm. Hai một. Kali. Rồi ra ngoài. Hai. Rồi lượt cuối cho Trinh. 3-2. Tỷ số 3-2 nghiêng về Kali. Tiếp theo Hùng Thuận. Dạ. Dạ, Minh Dũng. Thuận lô trước đi. Cái nào cũng được hả? Nghe nè, mình đàn ông. Đâu có đứng gần vậy. À, đứng xa đứng xíu anh hả? Rồi. Dạ rồi. Căng à, đứng xa là căng à. Gái đứng gần gần chứ. Dạ. Trai mới đứng xa xa chứ. Cố lên Thuận ơi. Thuận ơi, cố lên Thuận ơi. Bắt đầu. Anh Thuận ơi. Nhấp giữa mặt. Rồi. Không tủ lòng. Yeah. Rồi, một cái. Minh Dũng một điểm. Cố lên Thuận ơi. Ok. Cố lên. Dạ. Anh ơi, anh ơi. Học luôn. Học luôn kìa. Đó. Khó canh lắm nha, khó canh lắm. Khó. Tưởng đâu trời ơi. Đúng dở quá. Rồi, em khó quá. Chúc anh Dũng.
Tiến lên một bước. Ráng nè, vô nè. Wow, mình Dũng này không có quay vậy? Thì nó quay quay gì rồi? Mình làm sao làm chứ? Đó, có quay đó, đúng rồi. Nắm cái dây rồi. Như vậy thì qua nè. Qua hả Thuận? Anh ơi, anh đừng có nói trước. Hai vẫn là 2-0 nha. Em đổi lại nha, em đổi suy nghĩ. Không. Em ơi, người ta thắng tuyệt đối rồi. Ta ba trái rồi em. Ta thắng tuyệt đối luôn rồi. Rồi. Chú Bi. Dốt. Quay quá chóng mặt em ơi. Vậy? Nó chóng mặt em. Nó chóng mặt, nó văng ra ngoài đó. Rồi, 1, 2, 3. Ra mà. Trời ơi, em bắn chim hả? Mình phải nhẹ nhàng. Ôi, thôi em ơi. Còn một cái. Nhẹ nhàng thôi. Chỗ bên kia kìa Dũng. Cố lên chị ơi, cố lên. Vẫn là 1-0 nghiêng về Minh Dũng. Minh Dũng hay quá Dũng ơi. Em, ôi, mình phụ nữ mình được ưu tiên chứ. Em nói cái gì vậy Khánh Ly? Ồ vậy em hả? Em là phụ nữ mình được ưu tiên. Ủa, chứ đó, em ở đây luôn hả? Rồi. Hồi nãy là. Ủa rồi hai đội thua ở đấu nha. Một đều. Hai đội thua ở đấu nha không? Để tranh 3-4. Anh à. Ưu tiên đúng không? Đó. Trời đất ơi, khó. Khoảng cách xa quá. Là kỳ lắm á chị ơi. Khoảng cách xa quá. Qua luôn. 2-1. Ráng ly, vô. 2-2. Và 3-2, lượt cuối Kali nè. Đứa em đứa cái gì mà xa quá vậy? Đi. Nghe nè, anh chọn. Vậy thôi để anh nắm em. Ừ, thôi đi. Sao không chơi bóng rổ luôn đi. Dạ, thưa quý vị, trong trận vừa rồi, mặc dù hai người đều gọi là ngang tài ngang sức, một người đứng rất gần là Minh Dũng và một người đứng rất xa là Kali. Em nói thiệt là đứng gần đâu có dễ. Đâu em có đứng dễ quá xa Kali à. Dạ. Còn Minh Dũng, đâu có dễ. Dũng mà Dũng, mình đàn ông, lẽ ra mình phải đứng xa một chút, sao đứng gần xịt vậy? Để mấy Lý đứng xa thì xa, thấy không? Thì bởi vậy Nghĩa mà, Nghĩa kêu người ta đứng xa thì người ta phải đứng cho xa. Cho nên Kali em thắng, em chọn đội đi. Thích ai chọn người đó. Qua đây, ba cái nhân vật thua cùng một cô đứng bên. Nè, em đi rã một vòng em lựa cho anh nha. Thấy cái mối nào ngon mang về. Anh nè em, anh nè. Em lựa anh nè, em lựa anh sẽ không bao giờ mà em thất vọng đâu. Anh hứa với em luôn đó. Thất vọng từ phút đầu tiên luôn rồi. Anh lấy cái gì để anh chứng minh được với em là anh sẽ hỗ trợ cho em? Trời ơi, từ đó giờ anh quen với em biết bao nhiêu năm rồi, em cũng biết anh là người như thế nào. Chứ chỉ có mấy cái lỗ xa xa anh chọi không được trúng thôi. Chứ còn mấy cái gần gần là anh chính xác lắm. Ví dụ những mấy câu hỏi mà gần gần với cái kiến thức của mình đó. Rồi đi qua đây đó. Đi hay là không được lựa đó hả? Dũng. Thôi đi ra đi, em tránh xa anh ra đi. Trời ơi, vậy là Dũng từ chối em rồi anh. Không phải là từ anh đi ra luôn đi. Ờ, vừa ra rồi xong. Trên nha chị em đây, mình em. Trời đây. Hai chị em mình hôm nay giống như lâu là con quá không gặp đó không chị. Ừ. Em mới nghe nè, nghe cái mùi nói chuyện nha mà thấy chân thật chứ sợ. Thấy chân thật chứ sợ luôn. Chị em mắt nhìn chị em. Trời lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp thôi. Phẻ chị phẻ. Đây là mặt xuân mà mọi người, mùa xuân thì vẫn là còn mai còn đào của mọi người. Ừ, chứ bán mai đào được không? Vẫn còn bán mai đào được mà. Chị khỏe không? Chị khỏe lắm. Hôm nay mình chơi cái game show này á, chị cứ chọn trong ba tụi em đi. À, chị thích thì chị cứ chọn, mọi người đều giúp cho chị hết á. Trời ơi, người nào em cũng thích hết trơn á. Em chọn anh Nghĩa được không nè? Trời ơi, làm gì có cửa đi với anh. Thôi nói giỡn gì chứ, dù gì em với Thuận cũng là một... một thời thanh xuân à. Thời thanh xuân của em và Thuận cổng mặt trời. Em về đây về ly với anh Thuận. Về đây ly. Vậy mà anh Dũng ơi. Vậy anh thôi, về với em. Về bên em. Qua đây bé Trinh VIP của anh Trinh đây. Tập yoga cho ốm. Hai đội đã sẵn sàng. Vậy thì chọn cho tôi một cái tên đi nào. Bên kia trước đi. Bên đây trước. À, em nghĩ đây cũng là một cái tên kỷ niệm của em với anh Thuận. Cho nên là hai đứa sẽ chọn cổng mặt trời. Cổng mặt trời. Là lên trời nóng lắm luôn á. Còn bên đây thôi mình chọn đi. Ở bên kia có trời rồi thì ở bên đây mình có thanh đi. Thanh xuân đi. Thanh xuân à, đi đó. Tại hai đứa ăn tắp mỡ, mặt đứa nào cũng thanh xuân đó, cho nên chọn đội là thanh xuân. Phải lấy một cái gì đó nó thanh xuân, đầu nó tươi mới. Tuổi thanh xuân đi. Không, tuổi thanh xuân thì ba từ hợp với bên đây cho em rồi. Tuổi thanh xuân đúng không? Tuổi thanh xuân và cổng mặt trời. Dạ. Yeah. Mời hai đội về chỗ của mình. Bạn thân mến, chương trình này chúng ta có tất cả là 3 vòng thi. Nhưng sau vòng thứ 2, đội nào mà ít tiền thưởng hơn sẽ phải chia tay với chương trình của chúng ta. Đội còn lại mới bước vào vòng đặc biệt. Và chúng ta đầu tiên sẽ được gia chủ là tôi đây tặng cho mỗi nhà một số tiền mọn nhân ngày đầu năm, mùng 10 Tết đúng không?
tặng liền, lì xì liền cho mỗi nhà 20 triệu xài chơi. Đầu năm có số tiền là êm rồi đúng không? Nghĩa ơi, năm mới chúc Nghĩa lúc nào cũng tươi trẻ, lúc nào cũng có nhiều sức khỏe và càng ngày càng thành công hơn. Đó. Cảm ơn. Ừ. Sao chúc mà cái mặt tì quá? Tại vì mình biết rằng cái người chúc có chẳng qua là vừa mới nhận được tiền lì xì một cái số tiền lớn nên mới nói vậy thôi. Thì phải đề... khi mà chúc trước đi. Chúc trước tôi khi tôi nói đi. Không, vấn đề là tại vì biết sao không? Cái luật là khi mà mình lì xì thì mình phải chúc người ta chứ. Lẽ ra chúc đi là ta mới lì xì. Đúng không? Thì tại thôi, tại đâu có. Theo kể. Em á là anh lấy là 20 triệu luôn đi. Không, đầu năm mình làm là vậy xui lắm. Coi như là cứ để cho 20 triệu đi. Và các bạn sẽ dùng 20 triệu này xem như làm cái tiền vốn cho mình. Là bởi vì khi một câu ca dao nó hiện lên trên màn hình, nó được mã hóa bằng những ký tự kèm với những con số mình sẽ không biết đó là câu gì. Mình bắt buộc mình phải mở ra một vài ô để mình lấy làm cái gợi ý cho mình, để mình mới đoán được chứ. Và mở mỗi một ô như vậy, các bạn phải dùng tiền để mua căn. Là trong 20 triệu đó. Đúng. Mở một ô lấy rẻ thôi, 500 ngàn. Đúng không? Ồ, mở 2 ô lên 1 triệu, 3 ô lên 1,5 triệu vậy thôi. Mở được tối đa 3 ô trong một lượt mua nha. Và sau đó kèm với lời gợi ý của anh thì các bạn sẽ có thể đoán ra được cái câu đó là câu gì. Khi đoán được rồi thì chạy nhanh lên đây. Lấy cái dùi quýnh vô cái chiên. Bang. Để chi? Để tốn thêm 1 triệu nữa. Chi vậy? Chi vậy? Tốn thêm 1 triệu coi như là cái tiền hao hụt của cái chiên. Ủa gì kỳ vậy? Chị đánh chiên làm cái gì? Thấy cái chiên nó méo không? Nó móp không? Nó tự nó móp sẵn rồi. Bao nhiêu con người gõ vô đây tôi phải tính tiền nữa. Ủa ví dụ em không lấy cái chiên em gõ mà em lấy cái đầu em gõ hay lấy cái khác gõ thì sao anh? Nhưng tôi quy định là dùng cái dùi chứ không được dùng tay. Bởi vì có nhiều người cũng dễ sợ lắm, muốn cho lẹ tại vì hai bên cùng biết. Đúng, đúng rồi. Không thèm lấy cái dùi, lấy cái tay gõ vô đây không có được. Phải lấy cái dùi, đó là tôi quy định. Rồi. Dùng cái dùi quánh cái chiên để mua quyền trả lời tốn 1 triệu. Nhưng khi các bạn trả lời đúng, các bạn có thể mang về cho mình 10 triệu. Yeah. Wow. Đã quá, đã quá. Đầu tư xin lời nha. Đầu tư xin lời đầu năm. Ở đây các bạn có hai cái bảng. Khi các bạn muốn dùng quyền trợ giúp thì hãy giơ bảng lên. Cái quyền đầu tiên đó là cái quyền mà mua ô chữ miễn phí. Quyền thứ hai đó là quyền trả lời miễn phí. Quyền thứ ba là đến vòng thứ hai nếu như gia đình nào mà cảm giác rằng tiền của mình nó hao hụt nhiều quá, mình chơi hay quá đó, cho nên mình sắp phá sản đó, thì có thể dùng cái bảng này xin cấp vốn. Lúc đó tôi sẽ cấp vốn tùy theo cái tình cảm của tôi dành cho các bạn nhiều hay ít. Dạ. Chị cười. Chắc anh Dũng là chắc là không được cấp vốn đâu. Cái mặt Nghĩa ấy quá cho nên là chắc là không có tình cảm với mình đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1, vòng khởi động. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng khởi động của Sao Hay Chữ. Và vòng này chúng ta có tất cả là 3 câu ca dao. Để coi và các bạn có đoán ra được những câu này là câu gì hay không nha. Câu số 1, mời ô chữ. Rồi, đấy, wow, hai câu lục bát đúng không? Lục giờ bát. Muốn mua ô nào trước nè? Ở bên đây hả? Em mua A1. A1. B1, với đầu giữa giữa đi. B5 đi. A1, B1, B5. Rồi, đội bên đây, mình muốn mua ô nào? Mình mua A2 cái đi, mua mình cái mua A2 bên đi. Kia biết liền. Mình mua một cái thôi. Thôi trời ơi, gì mà tiết kiệm vậy? Để dành tiền anh. Gieo vần nè. B6. Rồi A2 với B6 đi. Thêm ô nữa đi. Ôi, hai ô được trời rồi. Gia đình đấy dành tiền. Trời ơi, hai được rồi. Người 500 quyền, ngàn rồi. Người ta có quyền mà. Đây, câu ca dao khuyên nhớ ơn những người đã giúp đỡ ta. Mở ô chữ. Đó, hay quá Ly ơi. Ly trước. Hay quá. Trước hồi nào mà trước? Dạ, vừa cầm là cái bèn kìa. Bên đây là cái tay, nó hất vô đây đung đưa. Đâu có cái này nè, để này bèn nè. Không, em ơi, người ta nghe cái tiếng camera ở đây, người ta nhìn thấy cái ta tiếng... thấy rõ ràng mà. Trời. Em thấy rõ ràng đứng bên này, tại cái góc của anh Nghĩa không có thấy. Em thấy là Ly vừa cầm cái bèn này, cái bèn quá. Cái nhà này vừa hà thợ nhưng mà vừa ăn gian. Thuận, anh ăn gian chi vậy cho anh nói vậy? Anh đâu ăn gian đâu, anh thấy rõ ràng em vậy mà. Anh nói em sai rồi, em chưa có cầm được cái dùi nữa. Anh thấy em cầm vô? Cái dùi, tại em cầm trong vô thức, em không có biết á. Trời đất ơi, em cầm em làm nè. Ở đâu ra Thuận, trời ơi, em dễ cầm. Anh cầm vậy luôn. Anh ơi, nhà có con nít, anh đã làm gương cho em út anh ơi. Trời ơi, con nít hả? Dạ, em nhỏ tuổi nhất ở đây. Theo cái dùi lên về chỗ. Em buồn quá thiệt luôn. Mời quý vị khán giả xem là cái giây phút ảo diệu vừa rồi. Rõ ràng mình dụng bánh trước đó, chạy lên trước. Nhưng nó nghe chưa chắc gì người ta đánh chiên trước mà người ta trả lời đúng. Đúng rồi. Mời Dũng đọc đi. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Đó, đúng rồi đó. Chốt không? Chốt. Bắt tay cái đi.
Cái vấn đề là B2 đó, ăn cái gì? Trời ơi, ăn khoai. Phải ăn khoai không? Khoai, tại vì khoai trồng bằng cái dây ở dưới đất. Mình ăn cục khoai, mình ăn củ khoai, mình phải nhớ cái đúng người rồi. Đâu mình cái dây khoai mình đúng trồng rồi, đúng mới đúng có rồi, khoai đúng mình rồi, ăn. Đúng rồi, cái dây bí nó cũng có dây, cũng có dây nữa. Nhưng mà thật ra thì nó không có vô dần cái này dần. Cái bầu nó cũng có dây vậy. Để thử không đọc coi nè. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn bầu nhớ kẻ cho dây mà trồng không được, nó kỳ nó, lắm. Cái chữ bầu nó cứng cứng, hiểu không? Ừ. Hoặc là ăn bầu, bí. Ừ, nó cứng. Chứ là cứng bầu ấy. Ừ, là nó mới vô. Ừ. Vô. Ừ. Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Đây là đáp án. Ê, quýnh cái tôi phán sai nghe. Lẽ ra nói chính xác rồi đó. Nhưng mà bởi vì cầm cái dùi quơ quơ tôi ghét, bên kia chuẩn bị nha. Bên kia chuẩn bị cầm lên đánh chiên liền nha. Đây là đáp án. Exactly. Đúng. Yeah. Nhìn là thấy đúng rồi. Ăn quả như kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Phương Trinh phân tích rất hợp lý. 10 triệu dành cho đội mình. Hay. Yeah. Cảm ơn bé Trinh. Tiếp theo câu số 2, mời ô chữ. Rồi giờ nhà mình mua nè. Mua nào? Giờ mình mua mua A1 đi. A1. A1. B2. B6. Ừ, được. A1, B2, B6. Ok. Bên đây. Giờ ta mua tới 3 ô rồi đó. Mình mua lại 2 ô thôi. Mình mua 2 ô cho bác Trinh. 2 ô đi, 2 ô thử. Giờ có đi. Gì tí mình bí rồi mình thêm. Mình bí rồi mình thêm. B2, B6. Tăng, tăng, tăng. A3 thử đi. A3. B2, B6 phải không? Mình B1 đi. B1 đi. B1 hả? Dạ. A3. Dạ. A3 với... A3, B1. A3, B1. Rồi, ok đó nha. Câu ca dao biểu đạt tình yêu sâu đậm, ví với màu sắc một loại trang phục. Mở ô chữ. Ủa sao Mai chạy lên hết vậy? Cái này chắc áo anh nè. Hay áo em. Cho duyên tình. Cho em mua ô này nè anh. Tại vì cái câu này em cũng có mãi mãi, có mãi mãi. Nhưng mà em không biết cái từ đó chính xác như không. Theo ý em B4 nha. B4 nha, cho em mua B4. B4. Mở ô chữ. Sao? Có ai đoán ra gì chưa? Nè, ở đây có gợi ý đây nè. Màu sắc của một loại trang phục. Màu sắc của một loại trang phục. Thì A1 là cái từ áo. Thì A2 nó phải là một cái từ gì? Nó phải là từ màu. Đúng. Nó phải đúng là rồi, màu áo. Nó phải là áo. Câu này khó ta. Áo ai sức chị. Em ra chưa? Em ra chưa? Bây giờ mình có thể mình bỏ tiền ra mua nữa được không? Được. Chỉ cho mua 3 ô thôi hả? Bây giờ gì? Đây là cái lượt đầu tiên. Nếu như cả hai đội không ai có đáp án, anh sẽ mở ra một lượt mua bán thứ hai. Mình mua bên đó. Mua thêm ô đi. Bên em mua trước nè. Vậy mua A6 đi. Nãy bên kia trước rồi giờ tới phiên mình trước. Ủa bên kia có chữ tại vì á, cái từ đầu là sắc rồi thì từ thứ hai phải là sắc không. Sắc không. Sắc không, không sắc. Tại vì bầu ơi nè. Bầu ơi thương lấy bí cùng nè. Thấy không? Ăn là sắc không. Chị muốn một ô, em muốn ô, chơi không? Về chơi không? Chị nghĩ á, cái A2, một là nâu, hai là xanh. Chỉ có hai cái màu đó thôi thì nó mới vô. Em câu này em có từng coi. Nhưng mà cái từ áo nâu á là hay diễn tả cho những cái tình yêu mà đơn sơ mộc mạc. Anh thì anh lại nghĩ khác. Ở trong mà cái dân ca Bắc Ninh á, người ta hay mặc cái áo mà áo dài mà màu đen. Màu đen thì không có ai mà làm áo đen đâu anh ơi. Áo đen tại vì á hai màu xanh trai, áo con xanh. Trai với con gái mà áo nói xanh, chuyện áo với nâu. Nhau xong rồi cái gần như là hò đối với nhau á thì thường là mặc áo đen. Ừ. Mặc áo đen thì bây giờ nè, mua là mua những cái từ còn lại đi. Ừ. Anh Nghĩa ở bên em mua trước nè. Rồi mua đi. Em mua B3 với A2. B3 A2. Ủa 2 ô thôi hả? Dạ. Rồi bên đây mua ô nào? Ừ đúng rồi, chữ A4 đi. A4 em mua ô thôi. Mua một ô. Trời ơi, mua ô thôi anh. Tại vì nãy cái đầu tiên em mua nhiều hơn rồi. Rồi A4 đúng không? Mở ô chữ. Đen. Gọi đi. Kali đã đánh trước. Áo đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đậm, cho tình mình vui. Cho tình
cho tình thêm xanh với cho tình cái gì thêm yêu xanh. Ờ, cho tình biết yêu hả, cho tình biết yêu hả. Ê, áo đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đậm, cho tình thêm xanh rồi ơi, cho tình thêm xanh đâu. À rồi rồi, chốt cho tình thêm xanh. Không có cho tình thêm xanh. Rồi nói luôn, đây là câu trả lời sai cuối cùng nè. Cho duyên mình đậm, cho tình sai rồi, sai rồi. Thôi để thôi mình trả lời lại anh Bé Trinh, tới em duyên không? Dạ, gõ chuông đi anh. Gõ. 1 triệu. Áo đen ai nhuộm tình mình là một cái câu giống như là thả thính với nhau đó. Áo đen ai nhuộm tình mình, cho duyên mình đậm, cho tình thêm thương. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án sai. Vô, gõ chuông, gõ chuông. Yeah. 1 triệu. Sau một hồi nghiên cứu thì em thiết nghĩ cái B7 á, nó phải là... À, tại vì ở đây nó có chữ ai, nó có dần ai thì đi xuống dưới nó cũng phải có một cái ai nữa. Đúng không? Áo đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đậm, cho tình anh thương. Chốt anh chưa? Thương là đúng đó. Em hỏi gõ chuông bị tốn tiền nữa không? Gõ đâu, rồi đó, em chốt rồi đó. Chốt phải không? Dạ em chốt. Đây là đáp án chính xác. Trời ơi, nó có thương rồi xanh rồi, trời ơi. Hay không Dũng? Nó chỉ cần sai một chữ thôi là nó sai hết. Nó khăng khăng đòi nhuộm tình mình. Tại vì cái mối tình mình phải nhuộm thì càng ngày nó mới càng coi như là nó mới ra một cái màu. Hiểu không? Nó nảy nở. Thôi đi về. 10 triệu dành cho đội bên đây. Yeah. Có những gì bản như sau: răng đen ai nhuộm cho mình. Năm thay vì áo đen thì cũng có những gì bản là răng đen ai nhuộm, để duyên mình đẹp, để tình anh say, hoặc là cho duyên mình thấm, cho tình mình say. Đó là những cái dị bản của câu ca dao này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 3. Mời ô chữ. Về nhà mình muốn mua ô nào? A1. A1, A3, B2. A1, A3, B2. Ok, rồi. Bên đây A1, A3, bên đây B2. Sẽ là A4. 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 Photocopy hả? B7. B1. A4, B1. A4, B1. Chữ cuối đi chị, chữ cuối đi. A4, B1. Đủ rồi. Hai ô thôi hả? Mới thắng xong tiền quá trời tiền mà mua thêm cái B8 đi. Rồi mua cái B8 đi. Mình phóng khoáng chút đi. Mình mới có tiền xong mới được 10 triệu. Rồi B8. Vừa keo mà vừa ăn ngang nữa. A1, B1. Mình làm... A4, B1, B8. B8. Rồi, đúng rồi. Gợi ý. Đây là hai câu thơ quen thuộc trong bài thơ Chiều của Xuân Diệu. Trời ơi. Mở ô chữ. Dễ lắm. Hôm qua trời... Rồi. Đánh anh nào. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Đúng rồi đó. Ủa Dũng, sao người ta nói xong rồi cái đúng rồi đó là sao? Tại đọc xong mới thấy nó đúng. Nó nghe nè. Ủa mình đóng vai trò gì? Mình đóng vai trò gì trong cái đội này vậy Dũng? Mình đóng vai trò là gõ chiên. Anh Dũng rất là nhanh. Anh Dũng ơi, lên đi. Anh Dũng, nãy giờ nói thiệt nha, anh Dũng là chỉ có một cái nhiệm vụ là gõ chuông. Gõ chiên thôi à. Làm gõ chiên xuất sắc. Vấn đề phải chiên nó hối thúc quá. Cái giọng mới nó giống như là trống dục mà đi ra trận vậy đó. Ủa lên anh ơi. Anh Dũng ơi, đổi tôi chưa kịp định hồn là cái này là cái gì luôn á. Đánh hoài tính tiền nha. Không có, dạ, xin lỗi. Một cái là chuyện chịu cho em. Được không, chuyện này giỡn thôi, giỡn đây mà. Mà đúng không Nghĩa? Không biết, đọc lại lần nữa rồi chốt đi. Hôm nay trời nhẹ lên cao. Lên cao. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Chốt không? Chốt đi. Cái từ B4 á, nó là một cái từ mà sẽ rất là dễ có cái sự mà khác biệt đó. Mà không hiểu hoặc là không biết. Em nghĩ là hiểu, tại vì tôi buồn không biết nó hơi bị nặng. Cũng có nhiều người tập vậy đó nha, nhưng mà không biết cái đáp án chương trình là nó vô cái từ nào thôi. Để coi. Hiểu. Chú ý, đây là đáp án. Từ từ Nghĩa, hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Nó dễ chịu nó, hơn. Nó dần. Lẽ ra Dũng nên đọc là mất tiền không hiểu vì sao. Đây là đáp án. Đúng. Không sai. Không sai. Ủa gì Ly? Em tính lên làm gì Ly? em không phải anh, em bị liệu á. Nè, gõ đầu anh nè.
tự nhiên em đang me, em đang me, anh chỉ cần anh Nghĩa nói sai một cái rồi chết cơ hội không liền. Nhưng mà em rất là tò mò, không hiểu là cái câu mà chị nghĩ trong đầu đúng là cái gì, chị đọc em nghe được không? À, chị nghĩ là câu em đúng rồi, nhưng mà nó chỉ có giao biết chứ chưa hiểu thôi. Hiểu thôi, nếu mà chưa hiểu sai thì chắc chắn nó sẽ là chữ biết. 10 triệu cho đội phải là quê một cục, một tên quê hai cục á, thấy không, mỗi người một cục nè. Trời ơi, thôi chơi mà đừng quạo. Để coi kết thúc vòng một với ba câu ca dao thì số tiền thưởng hiện nay hai đội là bao nhiêu nha. Tuổi Thanh Xuân 32 triệu. Yeah, 32 triệu. Cổng Mặt Trời ngược lại, hai số 32 lật ngược lại là 23 triệu. Và bây giờ chúng ta sẽ bước đến vòng 2 của Sao Hay Chữ. Vòng 2 có tên là ô chữ độc quyền. Câu số 1, mời ô chữ. Đây, gia đình nhà nghèo cho nên là được quyền ưu tiên. Anh chị chọn lô đất nào? Mình sẽ chọn A1 nè. Dãy mặt tiền bên trên A1 nè. A1 nè. A3, A6. Không. A1, A6. A1, là... A6. B1. Coi như là ba lô góc. Rồi, A6, vậy B1. Đi. Dạ. A1, A6, B1. A1, A6, B1. Bên đây chưa? Chiếm mà coi là chiếm coi như hai mặt tiền luôn rồi. Không chừa cho người ta vô mặt tiền hiểm. A4 nè. Tăng tăng tắng tắng. Cái này nó quan trọng lắm. Nó có sắc, nó có sắc. Tắng nè. Đi chơi với mấy Trinh lợi lắm. Đi chơi với mấy Trinh rất lợi luôn. Tắng tắng. Vừa tập được cái phản xạ nhanh mà vừa được học nhạc luôn. Tăng 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 tắng. B4 luôn. A4 B4. Tăng tăng B6. À. A4 B4 B6. A4 B4 B6 đúng. Bởi vì cái ô A6 người ta biết rồi đúng không? Mình cũng phải biết cái ô B6 mình đoán được bên trên chứ, bởi vì nó vần với nhau rồi, mà. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi theo với Trinh đó. Rồi. Gợi ý. Câu ca dao khuyên chúng ta nên tiếp xúc nhiều với bên ngoài để có kinh nghiệm trong cuộc sống. Mở ô chữ. Khali để lên đánh chiên trước. 2 triệu. Đi cho biết đó. Biết đây, ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn. Chừng nào khôn. Chốt chưa? Dạ em chốt. Rất là lành. Phóng lên đánh chiên. Chưa. Và chưa. Gì vậy? Gì vậy? Thì tôi cầm trước. Cái gì tự nhiên biến thành thủy thủ mặt trăng vậy anh? Ờ, tôi cầm nó trước. Nó đã chốt rồi. Tại vì tôi vô cái mặt tiền hẻm là tôi biết rồi đó. Ồ, bên kia người ta biết chưa ba, gì là biến thành thủy thủ dùi cui rồi, từ từ anh. Không, nhưng mà đã chốt rồi, đã chốt rồi, bạn rồi. Đã nói chốt đây rồi, đây là đáp án. Sai. Nhờ mình chọn cái gieo vần, vâng, nên mình mới biết được cái từ quan trọng này. Nói đi em. Tăng 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 tăng. Ngày nào khôn. À, đọc đi câu. Cho biết, biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Ơi, mình chọn trước, mình lên mình đánh chuông trước là mình lỗ đó. Đâu có gì đâu, lỗ đúng mà. Em quên mất cái câu lục bát người ta gieo vần như thế nào sao? Đúng không? Đây là đáp án chính xác. Yeah. Chiến lược của mình thật là xuất sắc. Trời ơi, A6 với B6 nó đi vần với nhau. Đi cho biết đó biết đây, thì ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Chừng nào khôn. Chừng nào khôn. Chừng là nó bị mông lung lắm. Nó không có vô vần với nhau, thấy không? Bên kia không phải chỉ người ta được mở cái ô mà quan trọng đó đâu, mà người ta có tính toán chiến lược tăng 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 tăng. Nó không ghê không? Nó luyện thành hay lắm, hay lắm. 20 triệu dành cho đội của mình. Quá nhẹ nhàng. Vô anh ơi, vô tiền. Câu số 2, mời ô chữ. Tiếp tục mời con nhà nghèo. Lựa chọn. Ai, vẫn là A1, vẫn là A1. A6. A6 B6. À đó, lấy luôn cái vần đúng không? A1 A6 B6. Bên này khó nha. Người ta lấy nhầm ba cái vị trí quan trọng, ba cái lô đất mà đắc địa nhất đó. Hồi nãy là mình tắng tẳng tằng tăng rồi, giờ mình tứng tửng từng tưng đi em. Nè, bây giờ Dũng chọn đi. Nè, mình sống một cách nó đừng lệ thuộc với ai nữa. Không, đâu có lệ thuộc đâu. Cái này là mình gọi là coi như giờ chọn đi, chọn nương đi. Nương tựa. Bớt nương tựa nha.
ta phụ nữ ta phải nương tựa mình chứ đâu mà nương ngược vậy. Tưng 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 tưng. Đó, đó là giờ chọn cái tửng nào? Cái tửng tửng tửng. Anh chọn hai ô đi, em chọn một ô nhưng mà anh phải chọn có chiến lược nha. Có chiến lược đó. B1 đi. B1 đi, đó. Hay ha. Người đàn ông sống B4 đi, tại vì mình biết rồi. B4 mình sẽ đoán được A4. B4 đi. Ừ, rất tự chủ luôn. Rồi, rồi á. À. Tăng 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 tăng. Lại tăng tăng rồi. Tăng 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 tăng. Tèn. B8. Rồi B8. B1, B4, B8. Ủa rồi Dũng, cái ý kiến của Dũng nằm ở đâu vậy? Là ý kiến nằm ở bên phía bên trên. À. Người đàn ông gọi là quả cảm. Người đàn ông độc lập, không lệ thuộc vào bất cứ ai, kể cả phụ nữ. Gợi ý, mời mọi người nhìn lên màn hình. Đó. Câu ca dao này liên quan tới hình ảnh mà chúng ta vừa được xem. Bên đây và bên đây, chuẩn bị sẵn sàng nha. Anh nghĩ rằng Thuận ơi, em nên chuẩn bị chạy đi. Em nên sốc lên một tí đi để biết Ly nó chạy hoài gãy mất dài tội nghiệp. Để tôi chạy cho. Chạy đi chạy. Ngồi ngồi sát vô, ai cho em gian vậy? Mở ô chữ. Chạy lên. Rồi. Hùng Thuận đã đánh trước. Đánh muốn méo cái chiên. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bông. Thuận ơi. Hay quá Thuận ơi. Thuận ơi. Nhị vàng bông. Dạ em chốt. Chốt luôn hả? Dạ. Nãy thấy đứng sẵn Dục. Nãy thấy, nãy thấy cái bông sen á, cái thấy đọc cái câu gì biết không? Câu gì? Trăm đầm chị đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen cái nhị vàng mà không thấy cái nhị vàng đâu hết. Cái lật lên cái thấy cái chữ bùng là chạy lên không kịp rồi. Bây giờ đứng đi, đứng đi chuẩn bị mẹ nè. Ừ, mẹ không? Mẹ nè. Nhị vàng. Về đây. Nhị vàng bông trắng lá xanh. À. Gần buồn mà chẳng hơi tánh mới buồn. Thì về đây đi. Dạ. Mà vấn đề là không có thấy cái nhỉ. Cái quan trọng á là nó nếu nó mà đúng, nó sai một chữ á là nó sai đây luôn. Ngồi xuống đây để anh em mình tận hưởng cái niềm vui chiến thắng. Kali. Dạ. Nếu như là em sẽ đọc cái như thế nào? Câu này ra sao? À nếu là em hả? À em đọc y như Thuận vậy đó anh. Ồ vậy đó. Đúng rồi anh. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Anh quá Thuận ơi. Dũng đứng ở trển để cho khán giả nhìn thấy cái mặt của mình bị quê. Quê đâu quê. Không có gì quê hết trơn. Trời ơi. Nghiệp á. 20 triệu dành cho đội Cổng Mặt Trời. Ôi, yeah. Mình vào lại rồi Thuận ơi. Vào lại rồi. Câu số 3. Giờ mình mua hết nguyên câu thơ được không anh? Tiền nhiều quá biết làm gì, mua hết nguyên câu thơ của mình mấy triệu à. Thôi bớt đi. Bớt đi khi mà túm lại đi. Câu 3, mở ô chữ. Bên đây. Dạ, anh Giang bị trừ điểm đó anh, máng lên đi. Hả? Anh Giang bị trừ điểm. Anh cấp dùi hả? Em chơi fair play lắm anh, yên đúng tâm rồi. Đi. Chọn mua lô đất nào? A1, A4, B6. Ừ luôn hả? Gì mà ừ trơn nha. Ừ tại vì tiền nó nắm mà. A1, A4, B6. Bên sao có mặt trời. Nếu như mà mình mua cái mình mua A6. B1 mình A6 cái... B1. Khoan. A6 mà B6 mình đã bấm đã bị mất rồi. Mất rồi ừ. Tinh 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 tính tinh tình. Tinh 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 tình. Mua luôn A5 A6 đi. A5 A6. Ừ. Bắt đầu giống nhau hả chị? Tăng 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 tăng. A5 A6. Với lại B1. B5 A6. Nếu mà mình mua A5 A6. Không được. A5 rồi, A5 A6 B4 đi. A5 A6 B4. Gợi ý. Câu ca dao khuyên học cái gì cũng phải cho thấu đáo đến nơi đến chốn mới là người khôn. Mở ô chữ. Trời ơi, quánh văng cái dùi luôn vậy đó hả? Khôn. Khôn. Khôn gì em? Nè, bên kia chú ý lắng nghe. Khi người ta đọc ra có nghĩa là người ta đọc luôn cả những cái từ mà người ta đã mua đó. Từ từ nha em. Khôn 3 năm dạy 1 giờ hả em? Không. Đánh nhưng mà mình cho nó vui. Đánh cho vui phải không? Tại có tiền mình trừ 1 triệu chơi. Ừ. 2 triệu lần em ơi. Kệ cho 2 luôn. 2 triệu chơi luôn. Cho luôn 2 năm. Giờ sao? Ừ thì có đánh thôi. Đánh thôi cho vui. Em không đọc. Không đọc tức là không có câu trả lời đúng không? Dạ đúng chưa. Rồi. Đánh cho vui chứ trừ 2 triệu chơi cho nóng không khí. Phóng lên giành giật. Vậy đánh gãy chuông. Em mua thêm được không anh? Được. Nhưng mà nãy mới đọc chữ gì để nhớ không? Khôn. Khôn. Đó là cái từ. Từ A1. Đó. Tự nhiên mình có thêm từ nữa thấy không? Không có gì nè. Khoan đoán, khoan mua. Mua của nhau đi. Theo em nghĩ á là mua cái A2 và A4. A4 người ta mới có, A2 người ta chưa có mà mua cái gì?
một ô bên kia bán nhiêu, lô đất A4 mặt tiền. Bán đi thì mình biết rồi, mình bán lấy vốn lại, mình bán 5 triệu. Gì? Mua A4 đi. Bây giờ bán nè. Chứ bán 5 triệu mắc quá. Thôi, bây giờ bỏ 5 triệu ra, anh vẫn lời 15 triệu đó, trả lời đúng. Rồi, mình mua đại đi, mua đại đi. Bán không? Bán, giao dịch thành công. Đóng từ bên đây lại. Bán. Đóng lại đi. Mở ra. Từ trí à? Trí tuệ. Thấy chưa, anh đã tìm ra câu trả lời rồi, anh đánh đi. Nó cái từ này là từ khóa luôn đó. Chưa, từ từ, mặt chưa được đó. Đâu. Cái này là... Từ từ. Cái này là Hán Việt rồi. Mình biết A1 luôn rồi đúng không? Khó quá ha. Bên kia có muốn mua gì không? Bên kia có muốn mua không nè? Mua lại của bên chị hả? Đúng rồi. Nè, mua B4 ngon nè, A5 ngon nè. Khó đoán lắm, những từ khó đoán. B4 và A5. Bây giờ á, hai ô này bán lại 5 triệu đi cho quề vốn. Không, không. Đâu có mà bán rẻ như vậy được. Bây giờ mình phải bán gấp đôi. Đúng. Một từ của mình là 10 triệu. Thôi vậy thôi, giữ lại xài đi, không mua. Trời ơi, cái chuyện mua bán kinh doanh là như vậy anh à. Thương trường là chiến trường. Cho nên á, mới nãy mình mua 5 triệu, bây giờ mình bán gấp đôi. Phải không? Nhưng mà hai từ, ta mua hai từ bán giá sỉ chứ. Không. Không, em bán một từ 10 triệu đó anh. Em nghĩ sao vậy? Một từ trúng thưởng là 20 triệu, bây giờ bán một từ 10 triệu. Bán thôi giữ lại xài đi chị, giữ lại xài đi rồi. Giữ lại đi, không hợp lý. Còn không thì thôi. Bán lại 5 triệu đi. Một hai từ. Không, một từ 5 triệu. Người ta mua hai từ luôn kìa, bán 8 triệu thì giảm giá cho người ta. Không được. Hai mua hai từ hả? Mình bán một từ thôi. Bán từ biết rồi để làm cái gì nữa em? Trời ơi, rồi em đã tốn mấy 5 triệu mua từ của ta đúng không? Giờ ít ra bán. Bây giờ bán lại cho lời. Bây giờ là mua từ nào? 8 triệu. Bây giờ mua từ nào? Bây giờ mua A5 với B4 nè. A5 nè. A5 là cái này với lại B4. Đó. Rồi, từ đó chị biết rồi, chị lời. Ok, bán luôn. 8 triệu. 8 triệu chơi. Ok, bán. Bán luôn. Nhớ nha, phải nhớ nha. Nhớ nha. Giao dịch thành công. Lật lên đi. A5. Đó, sao đoán ra đúng không? Bây giờ các bạn có đoán không? Nếu không đoán, anh sẽ mở lượt bán thứ hai. Giá chủ đầu tư 1 triệu một ô. Mình mua B1. Mua B1, B8. Bên kia nó mua B1 kìa. Mình mua B1, mình B8. Mình mua B1 với lại A2 ha. À, mua ba ô đi đầu tư, đầu tư B1, A2, A3. Đúng rồi, chơi luôn. B1, A2, A3. B1, A2, A3. Bên đây. Bây giờ B2, B3, B8. B2, B3, B8. Mở ô chữ. Cả hai đội, nhưng mà Khali đưa trước, Khali muốn mở ô nào miễn phí? Bây giờ mình mua mình mua B5 đi. B5. B5. Mở miễn phí. Bên đây còn ô B7 duy nhất thôi. Kệ đi. Rồi mua luôn. Mở luôn. Rồi miễn phí luôn. Rồi miễn phí luôn. Bây giờ coi như cái câu này mình đã mở ra hết tất cả các ô, chỉ là bên này có ô này, bên kia có ô kia. Muốn biết nên mua của nhau. Em nghĩ là nên nên mua cái B7 đi. Ở giữa mình cũng có thể là mình có thể hai ô luôn. Hai ô luôn. Hai ô luôn. B7 và B8 luôn. B7 B8. B7 và B8 luôn. Bên kia hai ô bán giá sao? Giá sỉ nè. B7, B8. Mình bán 10 đi. Mình bán 10 đi. Thì thôi bây giờ mình bán cũng 5 triệu ô đó như cũ đi. Mua ăn vừa bán chứ giờ lên giá làm chi? 2 triệu. Bây giờ là 2 ô 8 triệu thì mình giờ lời có 2 triệu chứ nhiêu anh. Vấn đề là bây giờ Khali chỉ cần mua được 2 ô đó là em đoán ra hết. Có thể. Anh tin chắc luôn bởi vì cái từ B6 rất dễ đoán. Rồi em chấp nhận mua B7 và B8 10 triệu. Giao dịch thành công. Đóng bên kia lại, mở bên đây ra. Thấy không? Khó ghê không? Khó ghê không? Đó. Phương Trinh muốn mua lại gì không? Em mua A6 và A2. A6 và A2. A2. Bây giờ bán lại 12 triệu đi, cho lời 2 triệu. Trời khoan. Ơi, lời quá kìa. Bây giờ em không bán. Sao vậy? Em không bán. Tại bây giờ mình đang nắm cái. Vậy lên đánh chiên đi. Ừ đi đánh chiên đi. Nhưng mà bây giờ em đang còn cái câu này, còn cái chữ này nè. Em nói chị câu dưới rất khó nha. Có một cái từ rất khó, nếu như mà chị không bán cho em là một tí nữa là chị sẽ. Bây giờ chị mua cho em một ô nữa được không? Bây giờ nè, ví dụ như em đọc lên câu này mà sai. Tại vì em vẫn còn những cái từ chị chưa mở đúng không? Đúng rồi. Thì chị sẽ biết được cái chỗ mà chị không mua. Điền vào chỗ trống là nó sẽ có chữ gì. Cái chiến lược rõ ràng khi mà chị cần bỏ tiền ra để mua. Thôi bán đây rồi, bán. Giao dịch thành công. Mở. Đánh phải không em? Đánh phải không? Đánh. Giỏi vậy. Bum. Rồi. Bây giờ nè, tập trung nghe. Chắc chắn là bên kia sẽ đọc những cái ô mà họ đã mua rồi, đúng không?
mình phải nhớ những cái ô màu đỏ là những cái ô mà họ đã mua rồi là chắc chắn là đúng á nha. Để nếu mình đó mà sai một cái là mình vô mình làm liền. Rồi mời Phương Trinh, Minh Dũng. Khôn thì trong trí lượng ra, ngu thì học lớn người ta bề ngoài. Nhìn mặt bên kia, nhìn mặt bên kia. Không, bên kia diễn dữ lắm, bên kia diễn dữ lắm. Hai ba chốt đi em. Chốt đi. Chốt. Hai ba chốt. Gì cười Thuận? Thuận dạ. Kỳ quá. Gì vậy? Anh cười cho nỗi đau của em. Làm gì nỗi đau của em? Em cười thôi, sao nè? Anh Nghĩa chốt đi anh Nghĩa ơi. Đây là đáp án sai. Yeah. Yeah. Sao nè Kali? Nào. Sao em? Khôn thì trong trí lượng ra, dạy thì học lớn người ta bề ngoài. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, cái giọng dạy. Thơ nó thánh thoát. À, đúng rồi, đúng rồi. Cái giọng thơ thánh thoát. Dạy mới đúng rồi đó, từ dạy. Em chốt. Chốt. Đúng rồi, từ dạy sẽ đúng rồi. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Yeah. Tại vì dạy, khôn nó phải khôn dạy. Khôn thì nó phải đi với dạy, chứ sao mình nói khôn. Khôn. Tại vì cái từ của em nó bị, nó bị kỳ rồi, quá đúng không? Cái này bởi vậy, cái này chúng ta là hơn thua nhau ở chiến lược ha. Trời ơi, khôn. Chiến lược ca dao mà, ngôn từ nó cũng phải nghe nó hay hay mượt mà. Đúng rồi, đúng khôn rồi. Khôn người khôn kẻ dại, đúng không? Chứ ngu, vô nghe nó kỳ, nó thô, nặng nề quá, đúng không? Lúc nãy á, trong em thiệt cũng á, thật ra cái dài. Cái chữ ngu á, nó qua cái miệng của Dũng á, Dũng đọc nó rất bình thường. Nhưng mà Nghĩa đọc cái chữ ngu á, là lúc chẳng nãy cách á, nào Nghĩa chửi Dũng. Nghĩa lúc nãy là em đã đoán được cái chữ ta rồi à. Nhưng mà em vẫn giống như là em vẫn chưa có chắc chắn lắm. Mà em sợ nếu mà mình đọc ra là mình dại. Cho nên nó em là em ráng kiềm chế phải không? Dạ em ráng kiềm chế. Ở bên này người ta suy nghĩ đổ mồ hôi nè, xuôi nước mắt nào dọc, có cả máu nữa là anh. Để coi, để coi số tiền sao. 20 triệu cho tổng mặt trời. Yeah. Chúng ta đã đi qua hết vòng 2. Giờ mình tổng kết điểm thưởng nha. Nãy giờ mua bán quá trời, không biết được mua bán quá rồi. À, tổng mặt trời 50 triệu. Yeah. Tuổi thanh xuân 52 triệu. Cũng hai mà là 29 triệu. Yeah. Trời xa quá rồi, khó vượt quá anh ơi. Xa quá vậy. Tại mình cũng hào phóng đó, mình mua quá trời. Mình mua 12 triệu này kia luôn đó, một cặp mà mình trả lời sai bên kia hốt hết. Nói gì nữa giờ Dũng? Thí dụ mà Nghĩa, sao Nghĩa không nhắc cái chữ này đi, cái chữ dại, cái trời chữ ơi. Không anh đừng quạo. Bây giờ á, mình coi như là mình bỏ một cái số tiền ra để mình có thêm một cái kiến thức. Đúng, đúng rồi, ca dao của Việt Nam. Hay quá, hay quá. Hay. Không thể nào dùng tiền. Hay quá Trinh ơi. Em nói xong cái tự nhiên an ủi trong lòng quá. Dạ, không gì hết. Cuộc này là cuộc chơi rồi. Hay quá. Thì bữa nay cái đồ này chỉ cần một mình Trinh thôi, không cần tới Dũng. Nếu về độ thông minh với Trinh nó quá giỏi đúng không? Thì mà về Dũng độ nhanh á, chỉ cần nó lột đuốc nó dục ra thôi thì chưa chắc ai chạy lẹ bằng. Thì nói chung là có Dũng có một cái gì đó nó hề hước trong đây. Có Dũng vô chứ thêm phần mà nực nội thôi. Nực lắm hả? Ngồi bích gió đó. Ngồi bích gió không có không khí mà thở. Đi ra chỗ khác đi, đi ra chỗ khác luôn á. Một mình Phương Trinh bữa nay nó cân tim hết trơn trời á. Nhưng mà phải chia tay nhau thôi Dũng à. Chia hả? Chia chứ sao chia. Ôi trời ơi, lại chơi một tí. Trời ơi, chơi gì nó chơi, mình vô thua vòng 3 vòng đặc biệt nữa. Rồi không có được chơi nữa. Ai mà ít tiền hơn là đi về nha. Lấy nhiêu đó tiền về nhà gầy vốn bán tóp mỡ tiếp đi nha. Cảm ơn Nghĩa. Phương Trinh, cảm ơn Minh Dũng đã đến với chương trình Sao Hai Chữ ngày hôm nay. À, một lời nhắc nhủ cho hai anh chị của em là phải cực kỳ cẩn thận. Đúng tại rồi. Vì trong ca dao tục ngữ là những cái từ sẽ dùng những cái từ Hán Việt rất là nhiều. Đúng rồi. Mà nãy giờ thì chị dựa vào cái thất bại của em mà chị sẽ rút kinh nghiệm cho trời bản thân ơi của mình. Nói nghe đau quá đó. Đi. À, không, à, em của mình nó nói những cái lời rất là chân thành cho nên nó là tụi em sẽ rút những cái kinh nghiệm từ Phương Trinh. Mình phải dùng từ Hán Việt nha. Phương Trinh nói là giống như là chị vừa rồi cái thất bại của em, anh cảm giác anh liên tưởng cái câu mà con nai vàng ngơ ngác đạp lên xác con này khác đi. Ta lộ này ngơ ngác mà đạp lên xác con này khác đi là không hay đó. Đó, bởi vậy nè, mùng 10 Tết chúc khán giả câu thiệt hay coi. À, chúc quý vị năm mới, năm Canh Tý thiền vô tỷ tỷ, à, luôn cười hi hi, à, trong lòng hoan hỷ. Happy New Year. Ủa, không dần. Còn Dũng. Dạ, năm Canh Tý năm 2020 xin chúc quý khán giả một năm mới thật sự bình an và hạnh phúc. Yeah. Nãy giờ từ đâu chứ đừng tới giờ mới nói được câu mà nghe nó trơn tru á. Trời đất ơi, nãy giờ Dũng có nói trơn tru mà. Không có, toàn với Trinh nói không à. Thì đục cùng đội với nhau. Không, chạy rất trơn tru. Trơn trơn. Cảm ơn hai người chơi. Còn bây giờ đội còn lại cống mặt trời sẽ bước vào vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ.
Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đặc biệt của Sao Hai Chữ. Và vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Ở đây có một cái bảng. Bảng vàng á, mặc dù nó màu xanh nhưng mà mình cứ tin đi, nó là bảng vàng. Nó sẽ hiện lên 3 câu ca dao và chúng ta sẽ phải đoán những câu đó là câu nào trong vòng 120 giây. Dạ, các em sẽ được mở ra 21 ô. Mở ra phân nửa luôn đó, 21 ô cho 3 câu. Rồi sau đó mình đoán đúng 1 câu được 20 triệu, đúng 2 câu 40 triệu, đúng 3 câu 100 triệu. Wow. Ngon luôn. Mở ô chữ. Đó. 3 câu. Câu đầu tiên mình mở A1 trước đi nè. A1. Dạ. A1. Vẫn là A6. Mỗi câu có như mở 7 ô tất cả. B6. B1. A B1. Ừ. Rồi C. A3. Khoan, đừng mở A3. Hả? Ờ, mình được mở nhiều lắm mà. Đó, mình được vậy mở. Thôi. C vậy tiếp đi, y chang vậy luôn. Mỗi một câu là được mở tới 7 ô lận cho nên B8 luôn đi cho rồi. B8 luôn. Mở B8. Với lại B4. B4. Hai câu dưới giống y chang vậy không? Rồi y chang vậy luôn. Rồi, photocopy y chang. Vậy đi cho nó nhanh gọn. Ok. Ừ. Rồi. Mở 21 ô xong, bây giờ anh sẽ có thêm những gợi ý và các em phải đoán ngay trong vòng 120 giây nha. Dạ. Mở ô chữ. Câu ca dao ca ngợi tinh thần lạc quan và thái độ lao động chăm chỉ của người nông dân. À, câu đầu rất là quen luôn. Câu đầu là đủ nhau đi cày. Khoan, từ từ. Ngày bay rủ nhau đi cấy đi cày là đúng rồi đó. Nhưng mà bay thì có thể là bây giờ. Bay thì có thể là bây giờ. Nhọc có ngày phong lưu. Bây giờ cực nhọc có ngày phong lưu. Cực nhọc bây giờ. Không. Rủ nhau đi cấy đi cày. Thế em nghĩ là khó nhọc nó bây sẽ giờ khó nhọc. Khó nhọc nó sẽ nó sẽ thơ hơn. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Chớp không? Chớp. Chính xác. Rồi, tài rồi. Câu số 2 gợi ý. Đây là hai câu thơ về khát vọng về tình yêu trong bài thơ Ngậm Ngùi của nhà thơ Huy Cận. Có phổ. Ê, nhạc câu luôn á. Quen lắm kìa. Có phổ nhạc luôn á. Nặng sầu. Tay em đầu tay gì trời? Có phổ nhạc bài này luôn rồi. Có phổ nhạc rồi hả? Tức là bài này nó nằm trong một bài hát nào rồi. Tay em. Tay anh em. Em đánh đầu. Là... Ủa, em gì? Gì? Em gối hả? Tay ạ. À, đúng rồi. Tay anh thì em phải gối đúng không? Cho anh nghe nặng trái sầu. Cho anh nghe nặng trái sầu. Cho trả lời câu dưới trước đi. Gợi câu số 3, câu ca dao có ý nghĩa phải phấn đấu thì mới có kết quả, thành công càng nhiều thì càng nhiều thử thách. Cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Chốt không? Chốt. Chính xác. Tay anh em gói lên đầu cho anh. Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Sai. Và thời gian đã kết thúc. Cái bài này nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoàng trinh nữ khép đôi lá sầu. Dạ không biết bài đó luôn anh. Bài này quen mà. Tay anh em gối lên đầu. Tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi luôn. Tay anh em hãy từ đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thuận nè. Gì Thuận? Thuận á. Thuận làm cho em bị rối. Thuận nghĩ rồi chứ bà. Đổ thừa gì? Thuận nói cái câu đó là gối lên đầu bởi vì em bị hoang mang. Ai biết đâu thì ta cũng đưa đặt ý kiến vậy thôi. Nhưng mà coi như là hai người mỗi người vô đường câu rồi, rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Rồi cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày danh nan. 4 trùng kéo. Yeah. Ngày đầu năm, mùng 10 Tết vẫn còn trong Tết đúng không? Mà quất vô một cú quá trời tiền. Trời ơi, làm sao mà nói được cái sự may mắn của ngày hôm nay lẫn như cái năm nay. Anh, bây giờ em nôn quá, anh nói tiền luôn đi. Anh nói em được nhiêu tiền vậy? Thì hai câu vừa rồi là 40. Hồi nãy mình có 50 nữa là nhiêu? Ủa, cộng giùm anh đi. Trời ơi, có 90 triệu à. 90 triệu. Trời ơi. Phải nói hôm nay là một ngày rất may mắn cho cái đội này, đúng không? Yeah. Mình có những cái câu mình chậm hơn đội bên đây. Yeah. Cái đội gì đó,
cái đội gì tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân anh không muốn nhớ tên luôn đây. Nhiều khi bên đây thiệt hay, thiệt bé Trinh hay, hay bé Trinh nhưng hay. Mà thiếu may mắn một chút đó. Dạ, đúng rồi. Và chúng ta có đủ luôn, mình là vừa may mắn mà mình mà vừa hay, vừa hay. Mình có thông minh hả? Mình hay nữa có chứ. Cho nên là ngày hôm nay phải là một cái ngày mà mình thấy rằng rất may mắn cho mình, cũng như nó sẽ mở ra một cái năm mới đầy cái sự thuận lợi cho cả hai anh em. Có một lời chúc nào dành cho khán giả nào? Nhân dịp năm Canh Tý 2020, Hùng Thuận xin chúc cho tất cả quý khán giả có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và làm ăn phát tài. Năm Canh Tý, Kali chúc cho quý vị khán giả một năm tiền ra lý rí. Tiền vô ào ào. Tỷ tỷ. Thôi cái kim bữa nãy Trinh chúc rồi. Em là tiền vô ào ào, sức khỏe dồi dào, làm ăn thịnh vượng. Yeah. Mặc dù không có dần. Nhưng mà thôi, đó là cái tấm lòng của Kali dành cho tất cả mọi người. Cảm ơn hai em Kali và Hùng Thuận. Và thưa quý vị khán giả, cũng chúc cho quý vị khán giả có một năm mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc nha. Đến đây thì chương trình Sao Hay Chữ xin được phép kết thúc. Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.